khiến bao người nhốn nháo, đánh nhau rồi ghét nhau xong kêu gào. Người thì lại chạy trốn, kẻ thì làm những trò hư đốn thế gian bất an. Người thường hay gian dối rồi lại chìm vào trong bóng tối, mất đi lý trí. Lòng người vẫn luôn luôn ganh tuông, phải hận thua gánh đua, phán xét ngay trong tay gieo nhân quả đấy gặt lấy hàng ngày. Ai cũng có con ma ở trong tim đi ra, bởi ham mê hư hoa con ma làm ta quên đâu là nhà. Ai cũng có con ma, ai cũng có con ma, ai cũng có con ma và nó ẩn sâu ở trong tim ta. Ai cũng có con ma, ai cũng có con ma, ai cũng có con ma và nó ẩn sâu ở trong tim. Thù hận trong lòng sẽ đã kín đầy, tà mưu độc kế đang dần toát ra. Ta tồn tại cơ thể 49 ngày, không ai khác chính xác nó là ác ma. Dưới ngọn đèn đường hôm nay một cái lạnh rất khác, không phải đến từ khí quyển mà đến từ đất khác. Sự bình tĩnh là thứ hắn ra sức vất vả, co giò và chạy hắn không muốn mình mất xác. Một phút sinh nghi, hành tung tinh vi, tâm quy quyệt được khởi tạo qua việc sân si. Muốn biết được nghiệp quả mình gây ra chỉ khi ta vấp ngã rồi gương dậy trải qua hỉ bi. Những vết thương thầm kín sâu thẳm bên trong ta, cứ vơ vụn hơi rụng rồi đang dần bong ra. Như là thông qua lời ông cha từng bảo, một ngày không xa sẽ nhận ra ai cũng mang theo một con ma. Mình thì có sự lựa chọn, nhưng mà chó thì không. Sát sanh tanh tưởi quá thì cạn phước mau lắm. Lòng người vẫn luôn luôn ganh tuông, phải hận thua gánh đua, phán xét ngay trong tay gieo nhân quả đây đặt lễ hàng ngày. Ai cũng có con ma ở trong tim đi ra, tôi hâm mê hư hoa con ma làm cho quên đâu là nhà. Ai cũng có con ma, ai cũng có con ma, ai cũng có con ma và nó còn sống ở trong tim ta. Ai cũng có con ma, ai cũng có con ma, ai cũng có con ma và nó ẩn sâu trong tim ta. Vài tiếng sột soạt nên đừng than trách là mạnh bạc phận mạc. Nếu như vẫn còn mày dù cái suy nghĩ lệch lạc, bỏ đi hết một cầu tinh quay đi tìm anh sáng nơi cuối con đường vừa tới đàn dây. Sự sống quyết phải đấu tranh khỏi tâm ma, một bước phải dâm cầm bốn ma đôi lại vinh vĩ, dâm cầm bốn ma đôi lại đi không nguy hiểm hay là có hại của người tại tâm ta.